chào anh em nhá. Hôm nay đang ở cái gian hàng của Pantum. Thấy một cái máy khá là hay, có cái mã là P2200W. W là viết tắt của Wi-Fi anh em. Ở đây thì mình đang tải cái ứng dụng của Pantum, thì anh em dùng cái máy này đó thì tải ứng dụng ở trên CH Play hoặc iOS đó. Thì nó có cái màu đỏ đỏ này. Đây là cái mã QR để quét. Cái máy này thì giá là khá là phải chăng nhá. Đây là cái hộp mực để thay thế này. Một cái máy này thì một cái máy Calon 2009 như anh em thấy đấy, thì nó sẽ mua được ba cái máy này. Đây là cái thông số kỹ thuật của máy này, quay nhanh cho anh em xem nha. In khổ A4 này, in đen trắng này, tốc độ là 20 trang A4 này, 21 trang Netter này. Đó. Nói chung là cái độ phân giải là 1200 là rất là ổn đấy, màu sắc rất là sắc nét. Hộp mực thì in được khoảng 700 trang. Về giá bán lẻ nhá. Nó in cái giá thì nó sẽ 1 2009 in được ba cái này rất là rẻ anh ạ. Các cái nút kết nối Wi-Fi thứ này, nói chung là rất là dễ bấm, cảm giác bấm rất lẩy, rất là tốt. Khay giấy này, mình mở lắp máy cho anh em xem nha. Đây là cái hộp mực này, cái hộp mực này mình đánh giá rất là cao nha, bởi vì anh em có thể dễ dàng đổ mực với cái nút này, anh em tháo ra anh em thay mực thải rất là nhanh nha. Còn đây là chỗ đổ mực này, anh em hoàn toàn có thể đổ tại nhà. Cái trống này thì theo cái kinh nghiệm của mình nữa thì cái lớp phủ này rất là tốt nha, cái màu xanh này nó rất là bền nha. Nếu mà không nằm thì với cái màu xanh này chúng ta sẽ đổ được khoảng 4-5 lần mực ấy. Còn đây là chip, chip này thì nó chỉ để đếm cái số bản ghi thôi, chứ nó không phải reset như các cái dòng browser ngày xưa anh ạ, cực kỳ tiện. Cái nội thất bên trong này, đấy, cái quả đào tất cả các thứ thì nó hệt hệt như 2009 anh ạ, cùng một form rất là ok. Phụ kiện thay thế thì rất là nhiều, anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng nhé. Rồi, cái ứng dụng cài xong ở đây này, để mình sẽ kết nối và mình in thử cho anh em xem. Đây, mình sẽ nhờ anh bấm nhé, mình đang cầm cái máy ấy. Này tiện nhìn thấy quay luôn chứ mình không chủ định quay clip của cái máy này. Anh em thấy không? Kết nối khá đơn giản thôi. Đây là quá trình đang kết nối để in này anh em ơi. Cái này là file PDF nên nó sẽ lát hơi lâu. Ừ. Nhưng mà cái này anh sẽ để ý nhá, cái này nó sẽ có bộ nhớ trong của nó là 128MB. Trong khi Canon 2009 nó chỉ có 2MB thôi. Ờ đúng rồi. Có nghĩa là nó mới hơn. Thì không phải, tức là nó sẽ lưu được dung lượng lớn hơn. Ví dụ một cái ảnh file PDF nó rất là lớn. Ừ. Nếu mà con Canon 2009 nó lát được cái PDF, file PDF nó lâu lắm. Nhưng con này nó là nhanh. Đáng in này anh em ơi. Đó. Còn đây in ảnh đây. Cho in từ app Zalo, bấm vào nó ra Zalo đấy là được anh. In từ Zalo ra được anh. Anh có file trong Zalo anh in, anh chuyển về cái máy in là anh ra được. Chất lượng anh em ơi, rất là đồng đều nha. Cái giấy nó không bị quá nóng nên là một số thời tiết nó sẽ không bị cong giấy nha. Như Calon 2009 giấy nó nóng quá, giấy nóng quá nó sẽ bị cong, này nó không bị cong. Sẽ tiện hơn cho anh em. Cái này là 20 trang trên phút anh nhỉ. Ừ, nhìn rất là nhanh. Và anh em thấy này, cái bộ nhớ trong của nó này 128MB, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với Calon 2009 đấy nhá. Mẫu cũ thì nó sẽ chậm hơn. Mình định in thử một bản thôi, nhưng mà anh kỹ thuật đây in hẳn 35 bản để cho anh em thấy cái tốc độ này rất là ok nha. Đó, anh em sắm máy in mới hoặc là tư vấn cho các cô giáo thì dùng cái này rất là ok nha. Cái mực thì mình chưa rõ giá của cái mực này đâu, nhưng mà mình thấy có mực XP ở đây thì có nghĩa là nó chung chung với lại cái mực không, tức là mình sẽ so sánh những cái bản in liên tục ấy. Rất là đồng đều ấy. Bản in còn cái mực thì mực riêng của nó đây này. Đấy là mực hãng, mực đồ của hãng, mực đồ hãng. Đây là mực của hãng nhá. Nó gói rất là đẹp nha. Để xem bao nhiêu gam nào. Cái này 70 gam. 70 gam in được 1600 trang nhá. Nó tùy cái độ phủ nữa nha. Nó cơ bản là hãng tính với cái mức như thế này thì rất là ok rồi nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chúc anh em tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.